Xin chào tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Em tên là Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 4A1, trường tiểu học Hồ Tùng Mậu. Hôm nay em rất vui và vinh dự khi được tham gia vào cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ. Câu chuyện của em mang tên Nước Nóng, Nước Nguội. Em xin được phép bắt đầu câu chuyện. Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay la mắng các chiến sĩ. Cán bộ này đã từng làm giao thông để bảo vệ bác cho bác sang nước ngoài trước cách mạng tháng 8. Nghe tin người dân phản ánh về đồng chí này, một hôm bác cho gọi lên Việt Bắc. Bác dặn trạm đón tiếp rằng, dù đồng chí này có đến sớm đến mấy, thì giữa trưa mới được gặp bác. Trời mùa hè nóng chang chang, đồng chí phải đi bộ lên, người vã hết cả mồ hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, bác đã chờ sẵn ở đấy, trên bàn cầm hai cốc nước, một cốc nước sôi, ý chừng như vừa mới rót, khói bay nghi ngút, còn cốc nước kia là cốc nước lạnh. Sau khi chào hỏi xong, bác liền chỉ tay vào cốc nước nóng, nói, chú uống đi. Đồng chí cán bộ liền kêu lên, trời, nóng thế này mà bác lại cho cháu uống nước nóng, làm sao cháu uống được? Bác mỉm cười, à, ra thế, thế bây giờ chú muốn uống nước nguội, nước mát không? Dạ, có ạ. Bác Niên nhếch mặt nói, nước nóng, tôi và cậu đều không uống được. Khi cậu nóng, cả các chiến sĩ của cậu và của tôi đều không tiếp thu được gì. Hòa nhã, điềm đạm như cốc nước nguội thì sẽ dễ uống hơn, dễ tiếp thu hơn. Nhận ra lời giáo dục của bác, đồng chí này nhận ra lỗi và hứa sẽ sửa chữa lại lỗi của mình. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy được sự quan tâm của bác Hồ về cách quản lý con người, cho chúng ta một bài học về tâm lý, cách ứng xử sâu sắc, khôn khéo cho tất cả chúng ta. Em xin được phép kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến đã lắng nghe câu chuyện của em.